Đáng chè do thái, trên tay hoa lá reo mừng, thân hoan vang lời tụng ca. Thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chúa Nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm Đấng cứu thế vào thành Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Chúa Giêsu. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên thánh giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người. Chúng ta cầm lá trên tay để xin Chúa Thánh Hiến. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Thánh Hiến những cành lá này để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu của Chúa được theo Người vào thành Jerusalem vĩnh cửu, Người hằng sống và hiền tri muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Jerusalem, đến làng Bethphage phía núi cây Ô-liu, Người sai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia và sẽ thấy ngay con lừa mẹ đang cột sẵn, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về đây cho thầy. Nếu có ai hỏi gì thì trả lời là: thầy có việc cần dùng, thầy sẽ trả ngay. Sự việc đã xảy ra y như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ rằng: hãy bảo thiếu nữ Sion, kìa Đức Vua đến với ngươi, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. Lưng lừa con là con của thú vật chở đồ. Các môn đệ ra đi và làm theo như lời Đức Giêsu đã dạy. Các ông dắt lừa mẹ
lừa con về trải áo choàng của mình lên lưng chúng, và Đức Giêsu cưỡi lên. Đông đảo dân chúng trải áo choàng xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành lá trải trên lối đi. Dân chúng, người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy, hoan hô thái tử nhà David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Khi Đức Giêsu vào Jerusalem, cả thành náo động và thiên hạ hỏi nhau: ông nào vậy? Dân chúng trả lời: ngôn sứ Giêsu người Nazareth xứ Galilê đấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Đức Kitô. Hãy bao cho nữ tử Sion, ngày Chúa tới đã đến nơi rồi, ngày Thiên Chúa chỉ cái mình là đèn của bao đồng thành một thân. Em vỗ tay lên. Sống kiếp phạm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó và được công phần vinh quang phục sinh của người. Người hằng sống và hiện trì muôn đời. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Bài sách tiên tri Isaiah nói về người tôi tớ của Chúa gặp nhiều đau khổ, nhưng nhờ biết nhẫn nại cậy trông vào Chúa nên luôn luôn được Chúa nâng đỡ. Người tôi tớ đó chính là Đức Kitô. Trong cuộc thương khó, người đã đặt hết niềm tin tưởng và phó thác trọn vẹn cho Chúa Cha. Vì thế người được Chúa Cha nâng đỡ và tôn vinh. Đây chính là bài học cho chúng ta hôm nay. Mỗi khi gặp đau khổ, hãy tin tưởng phó thác cho Chúa, sẽ được người cứu giúp. Như người phán, tin thế nào thì được như thế. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah: Đức Chúa là Chúa Hường, đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ.
Đức Chúa là Chúa thường đã mở tay tôi, còn tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc vị nhổ. Có Đức Chúa là Chúa thường phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn, vì thế tôi cho mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đó là lời Chúa. Chúng thấy con, chúng liền khinh dễ. Vừa nhìn con, chúng cười hả hê. Thân con nay không còn hình hài, vạn lạy Ngài hãy đến bên con. Chúng này và rủ tình máu kín ra tay, chúng đánh con đến tàn với sức, ngoài đánh tâm ý ruộng bỏ sao. Đức Kitô đã tự khiêm tự hạ nên Thiên Chúa đã siêu tôn người. Bài thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe hôm nay nói về sự khiêm nhường thẳm sâu của Đức Kitô đến tự hủy mình đi. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Và người trở nên ơn cứu độ cho những ai tin vào người. Thông điệp ở đây là không phải bất cứ tình yêu nào, nhưng phải là tình yêu khiêm nhường như tình yêu của Đức Kitô mới đáng kể. Vì chỉ có tình yêu khiêm tốn nhỏ bé mới có thể yêu như Chúa Giêsu đã yêu. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn nghĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và ban tặng danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đó là lời Chúa. Vì chúng ta cuộc thương khó
của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đức Giêsu bị điều ra trước mặt tổng trấn. Tổng trấn hỏi người: "Ông là vua dân Do Thái sao?" Đức Giêsu trả lời: "Chính Ngài nói đó." Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố người thì người không trả lời một tiếng. Bấy giờ ông Pilato hỏi người: "Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông sao?" Nhưng Đức Giêsu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù tùy ý họ muốn. Mà khi ấy có một người tù khét tiếng tên là Baraba. Vậy khi đám đông đã tụ họp lại thì tổng trấn Pilato nói với họ: "Các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các ngươi đây, Baraba hay là Giêsu cũng gọi là Kitô?" Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp người. Lúc tổng trấn đang ngồi xử án thì bà vợ sai người đến nói với ông: "Ông đừng nhúng tay vào vụ sự người công chứng này, vì hôm nay tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy." Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha Baraba mà giết Đức Giêsu. Tổng trấn hỏi họ: "Trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người?" Họ thưa: "Baraba." Tổng trấn Pilato nói tiếp: "Thế còn ông Giêsu cũng gọi là Kitô, ta sẽ làm gì đây?" Mọi người đồng thanh: "Đóng đinh nó vào thập giá." Tổng trấn lại nói: "Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá." Tổng trấn thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: "Ta vô can trong vụ đổ máu người này, mặc các ngươi liệu lấy." Toàn dân đáp lại: "Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi." Bấy giờ tổng trấn phóng thích tên Baraba cho họ. Còn Đức Giêsu thì ông truyền đánh đòn rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh và tập trung cả cô đội quanh người. Chúng lột áo người ra, khoác cho người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương mệnh đặt lên đầu người và trao vào tay người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhạo rằng: "Và tế Đức Vua dân Do Thái." Rồi chúng khạc nhổ vào người và lấy cây sậy mà đập vào đầu người. Chế rượu trắng, chúng lột áo choàng ra và cho người mặc áo lạ như trước, rồi điều người đi đóng đinh vào thập giá. Đang đi ra thì chúng gặp một người Kyrene tên là Simon. Chúng bắt ông vác thập giá của người. Khi đến nơi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ, chúng cho người uống rượu pha mật đắng, nhưng người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh người vào thập giá xong, chúng đem áo người ra bắt tăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người. Phía trên đầu người, chúng đặt một bản án xử tội viết rằng: "Người này là Giêsu, vua dân Do Thái." Cùng chịu đóng đinh với người có hai tên cướp, một bên phải, một bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói: "Mi là kẻ phá đền thờ và nội trong ba ngày xây lại được, hãy tự cứu lấy mình đi. Nếu mi là con Thiên Chúa thì xuống khỏi thập giá xem nào." Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu người mà nói: "Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Israel, hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền. Hắn cậy vào Thiên Chúa thì bây giờ người cứu hắn đi, nếu quả thật người thương hắn, vì hắn nói ta là con Thiên Chúa." Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với người cũng sỉ vả người như thế. Từ giờ thứ sáu
bóng tối bao phủ cả mặt đất mãi đến giờ thứ 9. Vào giờ thứ 9, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Eli, Eli, lema sabachthani, có nghĩa là: Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: Hắn ta gọi ông Elia. Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy mà đưa lên cho người uống. Còn những người khác lại bảo: Khoan đã, để xem ông Elia có đến cứu hắn không. Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi chút linh hồn. Xin đứng lên. Ngay lúc đó, bức màn chướng trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung, đá vỡ, mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra với nhiều người. Thấy động đất và các việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói: Quả thật, ông này là con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Các thưa vị, chúng con trả lời cha. Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để làm gì? Để làm gì chúng con biết không? Ai biết giờ thầy nói cho nào? Chúng ta vừa rước lá rước Chúa Giêsu vào thành Jerusalem phải không? Vậy bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa làm sao? À, Chúa sống hay Chúa chết? Vậy Chúa Giêsu vào đền thờ Jerusalem để làm gì? Để chịu gì? Để chịu? Nói toàn, để chịu? Chết. Đúng rồi, chúng con làm được. Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để chịu? Chết. Con trai giỏi lắm, nói to. Con gái cũng có mồm. Phải không? Chúng con cũng có mồm, phải không? Chúng con ăn bằng cái gì? Còn chúng con không nói nên lời Chúa. Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để chịu chết, chúng đúng rồi. Đấy là cái chủ đề cha muốn chia sẻ hôm nay. Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để chịu chết. Chúa chết thì Chúa có sống lại không? Có không? Có không? Có. Phẩm phục màu đỏ hôm nay cho chúng ta thấy điều đó. Màu đỏ là màu chiến thắng tử đạo, nhưng mà chiến thắng chết không phải để bị hủy diệt, nhưng chết để sống lại. Đó là cái ý nghĩa của Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để Chúa vào thành Jerusalem để chứng tỏ Chúa là vua. Nhưng sau đó ông vua này sẽ bị giết, và bị giết chết một cách thảm thương trên thánh giá. Có bao giờ chúng con đã thấy một em bé nào sinh ra mà không có chân có tay không? Có không? Trong nhà mình con có không? Có không? Có, cha đọc ở trong sách thì có kể một câu chuyện. Có một người vợ chồng, đôi vợ chồng sinh ra một đứa con không có chân, không có tay. Nghĩa là ngoài đầu cổ thì rất đẹp, nhưng mà đến vai không có tay, đến chân không có chân, cụt lún vậy, như một khúc thịt thế này. Thế nhưng mà em bé đó lại rất xinh, rất đẹp, và sinh ra thì em không khóc mà em cười. Cười, và nhất là được khi được mẹ bồng bế thì em cười rất tươi. Cái nụ cười của em nó sống động đến nỗi như là người mẹ cảm thấy rằng
Thế đứa con nó đang nói lời con rất hạnh phúc, con cảm ơn mẹ, cảm ơn cha đã sinh ra con. Bởi vì con được cha, được tình yêu thương của cha mẹ đón nhận và bảo bọc. Đấy là cái hình ảnh của Chúa Giêsu hôm nay sau khi vào thành Jerusalem rồi thì bị bắt, phải không? Chúa bị bắt rồi làm sao? Chúa có chân có tay nhưng mà Chúa bị trói chân trói tay, không làm gì được nữa, để cho quân lính hoàn toàn đánh đập người. Thậm chí những môn đệ thân tín nhất của người như ông Giuđa cũng bán đứng người với 30 đồng bạc. Ông Phêrô tông đồ trưởng đã tuyên xưng người là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống cũng chối người đến 3 lần. Phải không? Vậy mà Chúa Giêsu không có làm gì hết, Chúa Giêsu chỉ nhìn các ông một cách âu yếm. Nhìn âu yếm đến nỗi mà Phêrô chảy nước mắt ra. Thấy thầy nhìn, thầy không la, thầy không trách, nhưng mà thấy thầy nhìn mình như vậy mà chối thầy mà thầy vẫn yêu mình quá, nhìn mình mà mình cảm thấy rằng chảy nước mắt ra. Người ta kể rằng ông Thánh Phêrô về sau này khóc suốt đời, cho nên ở cái má ông này nó có một cái hai bên nó có cái rãnh, nước mắt chảy xuống hàng ngày thành một cái rãnh ở bên mặt. Ông khóc thương Chúa đến nỗi như vậy. Rồi các môn đệ khác chạy trốn hết, không còn ông nào nữa. Chúa Giêsu cũng làm thinh không nói gì, tự mình trói chân trói tay để cho môn đệ quân giữ nó trói chân trói tay, có chân có tay mà cũng như không, giống như là cái em bé cụt chân cụt tay kia vậy. Thế nhưng mà có một người, còn có một người môn đệ theo Chúa Giêsu, chúng con biết tên là gì không? Tên là gì? Ai theo Chúa Giêsu cho đến chân thánh giá vậy? Tên là Gio. Tên là Gio. Gio. Gioan. Đúng rồi, có mỗi một mình Gioan. Vì thế cho nên là Chúa thương quá, Chúa gọi là đây là môn đệ yêu dấu của thầy. Khi mà chân tay Chúa bị cột đóng chặt vào thánh giá, Gioan vẫn theo Chúa, giống như là cái em bé kia không có chân có tay. Vậy Chúa Giêsu lúc bây giờ có chân có tay mà bị người ta đóng vào thánh giá hết rồi, không cử động được nữa, cho nên là Gioan vẫn theo người. Mà được Chúa thưởng Gioan cái gì? Chúa ban cho Gioan cái gì lúc bây giờ chúng con biết không? Ban cho Gioan một cái ơn quý giá nhất là cái gì? Ban cho ai? Ban ai cho Gioan mà? Ban. À đúng rồi, bên con trai nói rất đúng. Ban cho mẹ mọi người, đây là mẹ của con, còn gì quý giá bằng nữa, phải không? Yêu Chúa Giêsu thì được Chúa ban cho, trao ban cho, đây là mẹ con, đây là con của mẹ, thật là hạnh phúc. Những người trung thành yêu Chúa Giêsu như yêu cái em bé kia được cha mẹ nó đón, nó không có chân có tay. Chúa Giêsu cũng thế, cụt chân cụt tay người ta đóng vào thánh giá hết rồi, còn gì nữa đâu, chỉ còn cái trái tim nữa thôi, chỉ còn con người với trái tim. Được Gioan, môn đệ duy nhất gọi là môn đệ được Chúa Giêsu yêu dấu đón nhận và được Chúa Giêsu trao cho giờ phút chót này là mẹ của con. Chúng ta thấy người yêu Chúa Giêsu được Chúa ban ơn như vậy, còn gì quý giá bằng. Cho nên trong ngày lễ lá, trong tuần thánh này, chúng con hãy theo Chúa Giêsu như môn đệ Gioan theo người đến chân thánh giá Chúa. Đừng bao giờ bán Chúa như ông Giuđa vì tiền bạc, tham lam của cải vật chất. Đừng bao giờ chối Chúa như ông Phêrô. Dù Chúa không phạt, Chúa vẫn yêu, nhưng cũng đừng bao giờ chối Chúa. Đừng bao giờ bỏ Chúa mà chạy trốn, hèn nhát, không dám tuyên xưng đức tin, không dám nhận mình là người công giáo, không dám giữ điều răn Chúa, không dám tuyên xưng lời Chúa trước mặt mọi người như các môn đệ chạy trốn.
bỏ Chúa. Chúa không ghét ai, Chúa không thù ai, nhưng mà cũng đánh mất rất nhiều hạnh phúc Chúa ban, như Gioan theo Chúa, kiên nhẫn theo Chúa đến tận chân thánh giá và được người sao ban cho người mẹ yêu dấu của mình. Ước gì trong tuần thánh này chúng ta được lòng yêu Chúa Giêsu như người cha người mẹ yêu một người con sinh ra không có tay có chân. Chúa Giêsu trong cuộc thương khó của người cũng bất lực như vậy, vì tội lỗi chúng ta, người đành chấp nhận cái thân phận đó thay cho chúng ta, để đền tội thay cho chúng ta, và nhất là để chúng ta biết cảm thương người. Cảm thương Chúa Giêsu cũng là thương chính thân phận của mình, vì Chúa Giêsu chẳng bao giờ phụ tình thương của ai. Xin cảm ơn mọi người. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, đồng ban thề với Đức Chúa Cha, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, đời phép Đức Chúa Thánh Thần và đã làm người. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, như bên nêu Đức Chúa Cha, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, gửi bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền Công Giáo và Tông Truyền. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, hôm nay cùng với toàn thể Hội Thánh bước vào tuần thánh tưởng niệm cuộc khổ nạn và tình yêu của Chúa Giêsu, chúng ta hãy cầu xin đơn hiệp thông noi gương tình yêu của Chúa. Con Phi-la-tô hỏi Đức Giê-xu, ông là vua dân Do Thái sao? Ông truy các Ki-tô hộ biết rằng Đức Ki-tô là vua sự thật. Ai sống trong sự thật là sống trong vương quốc của Chúa. Xin Chúa hạt nhổ vào người và lấy cây sấy mà đâm vào đầu người. Ưu chi các Kitô hộ nói gương Chúa Giêsu, yêu thương và tha thứ cho kẻ làm khốn mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta sẽ tin hắn. Chi các Kitô hộ nói gương tình yêu khiêm nhường của Đức Kitô, mới có thể yêu mỗi người như Chúa đã yêu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa, sao Ngài bỏ rơi con? Chi các Kitô hộ biết rằng đây là khởi đầu lời cầu nguyện, hoàn toàn tin tưởng và phó thác cho Chúa Cha trong giờ sau hết. Xin Chúa.
Kitô hữu tin rằng đây là đức tin mà mọi người phải tuyên xưng. Đức Giêsu thật là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian. Xin Chúa vì muốn cứu độ loài người chúng con, Chúa đã vui lòng chịu chết trên thánh giá. Xin ban cho chúng con biết đáp lại tình yêu khiêm nhường của Chúa là yêu thương anh chị em như Chúa đã yêu. Chúa hằng sống và hiện tri muôn đời. Năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng, cuối xin Chúa nhớ lại cuộc hồi hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật ra chúng con chẳng làm nên công trạng gì, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người. Người hằng sống và hiện tri muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thanh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là xinh đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là Đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thanh hóa chúng con. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi thừa nguyện đồng mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội.
Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và vùng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Giuse, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con xin hiệp ý với gia đình xin tế tạ ơn cầu bình an và cầu cho các linh hồn. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là linh hồn Gioan Bautista và Teresa, linh hồn Giuse và các linh hồn xin cầu nguyện. Xin Chúa ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, thân nhân, ân nhân, quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả cộng đoàn chúng con, cho chúng con được hiệp thông với Đức Kitô trong cuộc thương khó của người và hết lòng yêu mến người. Hầu mai ngày tất cả chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa Thánh Mẫu, Thánh cả Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo tại Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Linh Thần đến muôn đời. Vâng, lành Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đầy thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh. Chúa xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh nhi Chúa. Chúa hằng sống và hiện tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
đi trên Thiên Chúa, đi đứng xóa tối trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đang Chúa ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời vì linh hồn con sẽ xin được Thiên Chúa chúng tôi. Sinh nói với cha rằng ở trường học người ta nói rằng, không biết thầy hay cô hay bạn nào nói rằng đạo Công giáo là đạo của Tây, người Công giáo theo người ngoại quốc. Có phải không? Chúng con nghe một số bạn chế giễu như vậy thì chúng con thấy là nói hoàn toàn sai lầm. Bởi vì mãi năm 1835 Tây mới tấn công vào Đà Nẵng, và đạo Công giáo của chúng ta vào Việt Nam từ năm 1533.
rồi giáo sĩ Inasu đem đạo vào và cha Đắc Lộ. Cha Đắc Lộ là một linh mục dòng tên người sáng lập ra chữ Quốc ngữ vào thế kỷ thứ 17, tức là khoảng 100 năm sau khi cha Inasu vào. Thế cho nên là mãi thế kỷ thứ 19, giữa thế kỷ thứ 19 Tây mới tấn công vào Việt Nam, và thế kỷ thứ 17 đạo chúng ta đã có rồi. Mà giáo hội, đất nước Việt Nam phải nợ giáo hội Công giáo một cái món nợ không bao giờ trả được, đó là nhờ có đạo Chúa, các linh mục dòng tên nào mới sáng lập ra, mới có chữ Quốc ngữ của chúng ta ABC chúng con thấy như bây giờ đấy. Còn trước đây thì chúng ta cứ học bằng viết bằng chữ Tàu, chữ của Tàu, chữ Nho, chữ Hán, rồi chua cái phần đọc vào gọi là chữ Nôm. Chữ Nôm tức là cái chữ Hán, chua cái phần đọc vào chữ để đọc cho chúng ta đọc được. Nếu không có đạo Công giáo vào Việt Nam thì không có chữ Quốc ngữ bây giờ. Cho nên đất nước Việt Nam nợ cha Alexander Rốt, nợ các nhà truyền truyền giáo hồi đó một cái món nợ rất lớn mà ngày nay họ không vô ơn, không biết trả ơn. Để dành cho ngài một cái khúc đường nhỏ xíu ở trước Dinh Độc Lập, và phần đáng lẽ thì phải để cho ngài một con đường hay một cái kỷ niệm, một cái kỷ đài nào, đại tượng nào này, một cái nợ rất lớn của giáo hội của Việt Nam với giáo hội và đất nước Việt Nam chúng ta thiếu cái sự trả ơn đó. Đó là một cái thiếu sót rất lớn mà nhà nước Việt Nam chúng ta không biết đền ơn trả nghĩa, mà nhiều khi còn vô ơn giá họa, còn làm cách khó dễ người Công giáo. Hôm nay tôi nói tiếp về cái lời Chúa là một hồng ân. Chúng ta nhớ lời, các con nhớ lời Chúa là một hồng ân. Bất kỳ lời Chúa nào cũng là một ân huệ Chúa ban cho ta, để giúp ta nên người sống xứng đáng làm con cái Chúa và xứng đáng với hạnh phúc. Ân huệ của lời Chúa, lời Chúa là gì? Rất nhiều em cứ đi hỏi cha là lời Chúa ở đâu. Lời Chúa thứ nhất là trong 10 điều răn, phải không chúng con? 10 điều răn là lời Chúa đầu tiên dạy chúng ta giữ các điều răn của Chúa, chính đó là những lời Chúa dạy. Từ ngày nay lời Chúa chúng ta nghe ở trong thánh lễ, trong phúc âm, trong những thư thánh, các thánh tông đồ, trong cựu ước, tân ước, đó là những bộ lời Chúa. Nhưng tóm gọn nghĩa nhất là ở trong phúc, trong 10 điều răn, trong kinh lạy cha chúng ta đọc hàng ngày. Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta khi không nghe lời Chúa, khi chúng ta không chăm chú nghe lời Chúa, chúng ta sẽ xa cách ngài và quay lưng lại với ngài. Cũng như con cái không nghe lời cha mẹ, cá không ăn muối cá ươn, thì con không nghe lời cha mẹ thì chăm đường con ư. Từ khi tô hữu con người cũng vậy, con người không nghe lời Chúa là cha mẹ của mình thì con người chắc chắn sẽ quay lưng lại, sống lại người. Nếu không lắng nghe lời ngài, chúng ta sẽ nghe lời của người đời, của thế gian, của xác thịt, của ma quỷ. Khi ta khước từ lời Chúa và cứng lòng, ta sẽ trở nên những người Công giáo bất trung, những người dân ngoại, và tệ hơn là những người Công giáo vô thần. Người Công giáo vô thần, vô thần nghĩa là không có tin thần thánh nào. Đi đạo Chúa mà không nghe lời Chúa thì là kẻ vô thần. Bởi vì chúng ta không yêu mến Chúa là sự sống của chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, khước từ Thiên Chúa đó là những kẻ lời Chúa, đó là những kẻ điếc, đó là những kẻ điếc, sẽ dẫn đến tình trạng thờ ngẫu tượng. Thờ ngẫu tượng tức là thờ những cái không phải là Thiên Chúa, như là tiền bạc, như là giàu sang, như là địa vị, như là những cái mà người đời ham thích ngày nay, nhất là điện thoại thông minh, điện thoại iPad, iPad, iPhone gì đó chúng con sử dụng. Nhưng mà chúng con phải biết cách sử dụng, đừng làm nô lệ cho nó, nhưng bắt nó phải làm nô lệ cho mình.
Thế nào làm nô lệ cho điện thoại là lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ vào nó, quên hết những người chung quanh, quên hết những việc mình làm, cứ chạy theo những cái trò chơi, những cái nhảm nhí ở trong đó mà quên hết thực tế. Chúng ta đừng làm nô lệ cho điện thoại. Có nhiều người vào nhà thờ vẫn nghe điện thoại, vẫn nhắn tin, vẫn chơi game, nhưng vẫn nghe. Cái đó là vô phép với Chúa, vô phép với Chúa và lỗi bác ái với người bên cạnh. Có nhiều người đến kêu tôi nói rằng: thưa cha nhắc ở nhà thờ có bạn ngồi bên cạnh con vẫn nghe điện thoại, vẫn mở chơi game. Đấy là những người đó là những người không mến Chúa, không yêu người, mà thờ cái điện thoại của mình, thờ cái thằng quỷ nó đăng nhập ở trong cái mạng điện thoại đó, ma quỷ nó nấp ở trong đó, nó bắt chúng ta làm nô lệ nói chúng con hãy coi chừng sử dụng nó, nghe nhắn tin cái gì cần đủ rồi, bắt nó phải làm nô lệ, nó lại dụng cụ cho mình, đầy tớ của mình, chứ mình không làm đầy tớ của nó. Chúng con nhớ điều đó. Con người chúng ta là con cái Chúa, là chi thể của Đức Giêsu, là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là con Thiên Chúa. Tất cả dụng cụ Chúa ban đều là những dụng cụ chúng ta dùng để mà phục vụ Thiên Chúa, phục vụ chúng ta, chứ không phải chúng ta phục vụ nó. Chúng con nhớ kỹ điều đó. Dùng điện thoại là tốt, là cần, cha không cấm, cha không phản đối, nhưng mà phải biết dùng nó cho nên. Đấy là điều hết sức quan trọng, đừng có làm nô lệ nó. Hôm trước cha đã nói với chúng con, cha có một linh mục, cha có một bạn bị mù, một ông cha bạn già hơn cha này bị mù mắt vì dùng cái iPad. Hết mọi cái ngày thu ở trong sách nguyện, lời kinh, thánh lễ hết, không có dùng sách để dùng cái đó. Bây giờ bị mù mắt. Cái ánh sáng ở điện thoại rất nguy hiểm. Cái ánh sáng xanh nó làm hư mắt chúng ta. Cho nên bây giờ cha đọc những cái bản vi tính ở trong máy, cha phải đeo kính. Đeo kính thì nó chắn nhiều cái tia rất nguy hiểm, đỡ hại đạo mắt. Nhưng mà không đeo kính là mỏi mắt ngay, khô mắt ngay. Cho nên chúng ta nhớ, chúng con nhớ những cái điều đó để chúng con giữ mình. Cha nắm nói để ích lợi cho chúng con phải để ý. Cho nên rằng Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng nếu chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta sẽ phân biệt phải trái, chúng ta sẽ phân biệt lành dữ. Nghe lời Chúa mà thực hành thì chúng ta mới là những người có đạo. Còn nghe lời, biết lời Chúa, biết đạo Chúa mà không giữ đạo, không sống lời Chúa, chúng ta là những người vô thần. Ma quỷ nó cũng tin Chúa hơn chúng ta. Ma quỷ nó cũng biết đạo giáo lý hơn chúng ta, nhưng nó không giữ được, nó không có lòng khiêm nhường. Thần chúng ta thì có lòng khiêm nhường, chúng ta giữ được, cho nên chúng ta hơn ma quỷ. Điều đó chúng ta nhớ điều đó. Nếu chúng ta không sống lời Chúa, chúng ta thua ma quỷ. Không giữ lời Chúa, không thực hành lời Chúa, chúng ta thua ma quỷ, thua những người vô thần. Có nhiều người vô thần, người ta hiểu biết Chúa và đạo hơn chúng ta nhiều, nhưng người ta không thể yêu mến Chúa được. Còn chúng ta thì yêu mến Chúa được. Thế sau thánh lễ này chúng con về nhà, chúng con ăn sáng, thì chúng con xét mình thì 9:30 chúng con đến, 9:15 cha sẽ lên nhà thờ, 9:45 cha sẽ lên nhà thờ, cha giải tội cho chúng con. Chúng con kêu gọi các bạn khác nữa và những bạn trẻ khác mới đến xin tội, cha cũng ban phép giải tội cho luôn. Chúng con nhớ điều đó để bước vào tuần thánh với Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu như là ông Gioan theo Chúa đến tận trần thánh giá. Xin cảm ơn chúng con và mọi người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toái lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước, người hằng sống và hiền tri muôn đời. Và hát được mẹ chuyển thánh giá để hiệp thông với Đức Mẹ. Mẹ hiệp thông dâng lễ đền bồi, chứ không phải mẹ đồng công. Chúng con nhớ đổi lại hiệp thông dâng lễ đền bồi. Chúng ta bắt đầu xin cảm ơn. Trên đồi nốt của ban
chúc anh chị em đi bình an.